Kính chào quý vị và bà con đang theo dõi chuyên mục Vì một nền nông nghiệp bền vững của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa bà con, hiện nay các hộ nông dân trồng bơ bút tại Tây Nguyên đang bước vào thời kỳ thu hoạch rộ. Trước đây, bơ bút được ví như cây hái ra tiền đối với hàng ngàn nông hộ ở Tây Nguyên. Thế nhưng, thời điểm này, người trồng bơ bút đang đối diện với nhiều khó khăn do mức giá xuống thấp nhất trong nhiều năm qua và phải bán dưới dạng giải cứu vì sản lượng nhiều nhưng không mấy ai mua. Nghiêm trọng hơn, điệp khúc trồng chặt lại tái diễn trong ngành nông nghiệp các tỉnh Tây Nguyên, và lần này là đối với cây bơ bút. Cách đây 6 năm, nhận thấy bơ bút cho hiệu quả kinh tế cao, anh Nguyễn Văn Dũng ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã mạnh dạn trồng gần 300 cây trong vườn. Hiện nay, mặc dù bơ bút đang cho thu hoạch, nhưng anh vẫn quyết định chặt bỏ một nửa. Nhìn vườn cây đang xanh tốt nhưng không thể tiếp tục chăm sóc, anh Dũng vừa buồn vừa bức xúc. Năm nay cái giá cả nó tệ tùng rồi, cái người mua tới cũng trả tới, người ta cũng không muốn mua gì, nó kêu chia là đủ thứ loại, kêu không xưa có để thức thì ra thị trường người tiêu dùng được, nên là đầu ra không có, nhưng từ tôi phải chặt bỏ chứ không để tốn kém mà lỗ chi phí nhiều quá, không đủ để mà đầu tư lại. Tình trạng mở rộng diện tích trồng bơ bút tự phát, thiếu tính bền vững dẫn đến các thương lái đã không còn thu mua bơ bút ồ ạt như trước đây. Bơ bút đã vào vụ thu hoạch một tháng, nhưng nhiều nông dân tại Tây Nguyên đang lâm vào cảnh bán bơ không được mà để lại thì khiến vườn cây xấu đi. Đặc biệt, do thiếu những kiến thức về kỹ thuật canh tác và nguồn thông tin về thị trường, dẫn đến năng suất và chất lượng bơ ngày càng giảm xuống và không có nơi để tiêu thụ. Thế nên, số phận của cây bơ bút hiện nay là không bị chặt bỏ thì cũng không còn được nông dân đầu tư chăm sóc chu đáo như trước. Tại vì những năm trước thì cái bơ bút nó rất là mang lại kinh tế cho bà con nông dân. Chứ mà 2 năm trở lại đây là nó lại tụt giá, rồi cái đầu tư của bà con rất là nhiều. Một cái dòng của bơ bút là rất là khó làm, nó khó làm hơn cả 034 đồ luôn. Thuốc nó nhiều, mà không thuốc thì sau bệnh nó độc hết, là nó không có cái chất lượng. Thật sự người ta cũng không mặn mà chứ bơ bút lắm. Thêm một khó khăn nữa là diện tích cây ăn trái tại Tây Nguyên còn manh mún nhỏ lẻ, chủ yếu trồng theo hướng tự phát, trồng xen trong vườn cà phê, hồ tiêu. Cây giống, độ tuổi, chất lượng giống chưa đảm bảo nên sản phẩm chưa đồng đều về hình dạng, màu sắc và kích thước. Kỹ thuật thu hoạch, sơ chế, bảo quản sau thu hoạch của người dân còn hạn chế đã ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Nghiêm trọng hơn, trái bơ còn có những dấu hiệu bị bệnh nấm bụng, thối đầu, nứt trái. Tỷ lệ bơ bút đạt chuẩn còn dưới 50%. Từ mức giá cao kỷ lục là 150.000 đồng một ký, nay giá bơ bút cũng xuống thấp kỷ lục, chỉ còn từ 5.000 đến 10.000 đồng một ký. Ngay cả những đầu mối trong nước hiện nay cũng hạn chế thu mua bơ bút. Nói chung là thị trường năm nay là khó vì cái khí hậu nữa, là cái trái cây nó không có được như tốt, và cái sản phẩm như là cái chất lượng nó không có được tốt như mấy năm. Làm cái là nó thối, là do khí hậu mình hái xuống, là cái lúc mà đi thu hoạch thì mưa nó hái xuống mình nó sẽ bị thối nhiều hơn. Bà con cũng như là các cái hợp tác xã cũng như là một số doanh nghiệp nhỏ sản xuất không theo một cái quy trình đã được khuyến cáo, cho nên là cái sản lượng cũng như là cái chất lượng nó giảm sút. Đây là một cái nguyên đầu tiên để dẫn đến cái chuyện mà giá bơ bút không được giá. Mà cụ thể ở đây có nghĩa rằng là cây bơ bút thì trong cái thời kỳ cây mâm quả thì tất cả những cái con côn trùng, cụ thể là bột thiết muỗi, ong mắt đỏ nó chích rất là nhiều, thì gây nên cái chuyện là giảm cái mức độ thương mại của quả, nên là chúng ta bán rất là khó khăn. Toàn vùng Tây Nguyên có khoảng 11.000 hectare bơ, chủ yếu là bơ bút. Các tỉnh Tây Nguyên xác định bơ và sầu riêng vẫn là hai loại cây ăn trái chủ lực để phát triển kinh tế. Theo như đánh giá của ngành nông nghiệp các tỉnh Tây Nguyên, hiện nay bơ bút chủ yếu là tiêu thụ nội địa. Nhưng trong tương lai, khi cây bơ với diện tích đủ để hình thành quy mô hàng hóa, thì cần phải đầu tư vào công nghệ chế biến. Có như vậy, cây bơ bút mới gia tăng được hiệu quả kinh tế cho người nông dân và có thể mang lại sự ổn định cho thị trường trái cây. Do đó, người dân không nên chặt bỏ cây trồng, mà cần phải tham gia vào các tổ chức sản xuất để tạo ra các vùng trồng cây ăn trái đặc sản, từng bước khẳng định thương hiệu hàng hóa. Với lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu, bơ bút trồng tại Tây Nguyên ra trái to, cơm vàng, dẻo, thời gian chín kéo dài nên từ lâu đã trở thành loại đặc sản được nhiều thị trường ưa chuộng. Lợi thế lớn nhưng giá trị bơ bút lại thấp là do đa số nông dân canh tác manh mún, không theo quy hoạch
hay tiêu chuẩn nào. Trong bối cảnh khó khăn đó thì tại Tây Nguyên vẫn có những hộ nông dân không phải chịu tác động lớn từ giá cả thị trường, bởi bà con đã biết liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Khi thực hiện sản xuất theo chuỗi gắn với tiêu thụ sản phẩm, trái bơ bút đã tăng khả năng cạnh tranh, ổn định giá cả và đảm bảo thu nhập cho cả người trồng và doanh nghiệp. Mùa bơ năm nay, trong lúc nông dân nhiều nơi đang loay hoay kêu gọi giải cứu bơ bút, thì 18 thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Thành Lợi vẫn yên tâm sản xuất. Sản phẩm bơ bút của bà con không những bán với giá ổn định mà còn được thị trường đánh giá cao về chất lượng. Thông qua cái phiên mua bán này, thì các xã hôm nay đó, thì Hợp tác xã sẽ có rút kinh nghiệm và đặc biệt là trao đổi lại với thành viên, rồi quán triệt lại thành viên để làm sản xuất đúng quy trình quy chủng và nâng cao chất lượng cái sản phẩm của thành viên hợp tác xã để sang năm thực sự thực hiện cái liên kết chuỗi là đảm bảo hơn và thực sự là có một liên kết đối tác đảm bảo đầu ra cho thành viên của những năm tới. Không chỉ Hợp tác xã Nông nghiệp Thành Lợi, hiện nay chuỗi liên kết tiêu thụ trái cây của huyện Cờ Rông Năng đã có 4 hợp tác xã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Hương Cao Nguyên trong vòng 3 năm với diện tích 60 hectare. Sản phẩm khi được sản xuất đúng quy chuẩn sẽ được trợ giá cao hơn thị trường từ 10 đến 15%. Chúng tôi quan tâm đến 3 điều kiện. Một là về đầu tiên là về chất lượng. Ít nhất là thoát được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các cái dư lượng không an toàn khác. Thứ hai đó là về mẫu mã, hình thức. Trong đó có màu da và trọng lượng của trái. Và cái thứ ba nữa là số lượng. Cái việc mà nông dân tuân thủ cái hợp đồng cũng như là cái quy cách của doanh nghiệp thì cái mức giá thứ nhất là doanh nghiệp tôi có thể đảm bảo được là việc thu mua các cái sản phẩm đã cam kết, liên kết. Thứ hai là trong quá trình thu mua thì có hỗ trợ tối thiểu là 10 đến 15% với mức giá thành sản phẩm ngay thời điểm hiện tại. Đóng vai trò quan trọng trong liên kết 4 nhà, ngành nông nghiệp huyện Cờ Rông Năng đã bố trí nguồn kinh phí 700 triệu để hỗ trợ cho các hoạt động trong chuỗi giá trị. Trong đó, 50% kinh phí hỗ trợ phân bón cho thành viên hợp tác xã. Còn lại là hỗ trợ chứng nhận lần đầu cho quy trình việt gáp, hỗ trợ xây dựng tem, nhãn mác, thương hiệu cho nông sản. Trong đó có bơ bút. Chúng tôi dự kiến là thông qua các cái chương trình, kết nối các cái chương trình dự án khác, có thể là tiếp tục tạo điều kiện để hỗ trợ thêm cho hợp tác xã trong cái việc là xúc tiến thị trường, tiếp tục những cái sản phẩm mà trong những năm tiếp theo sản xuất theo quy trình việt gáp và được chứng nhận thì được tiêu thụ thuận lợi. Để thuận lợi cho việc theo dõi và kiểm soát chất lượng nguồn gốc nông sản khi đưa ra thị trường, ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk đang triển khai hướng dẫn cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn. Tính đến nay, đã có 6 loại cây ăn trái được cấp mã số vùng trồng, gồm vải, sầu riêng, chuối, bưởi, xoài và thanh long. Tuy cây bơ có diện tích 7.200 hectare, chiếm 1/4 diện tích cây ăn trái tỉnh Đắk Lắk, nhưng đến nay, loại quả này vẫn chưa được cấp mã vùng trồng. Việc liên kết chuỗi giá trị cho trái bơ nói chung, bơ bút nói riêng mới dừng lại ở khâu sản xuất, chế biến thô và tiêu thụ nội địa. Cái ý thức nhận thức của người sản xuất ấy, đặc biệt là nông dân, một số đặc biệt vùng sâu, vùng xa thì nó cũng còn hạn chế. Cái hiểu biết, nhận thức về xây dựng cái chuỗi giá trị, nguồn lực để thực hiện, để áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để có thể kết nối tiêu thụ sản phẩm nó có hiệu quả, nó cũng còn là vấn đề hạn chế. Từ cái sản xuất thiếu tập trung, chưa có những cái vùng nguyên liệu tập trung đấy, thì cũng đây là một cái khó khăn cho cái việc là thu hút các cái nhà đầu tư trong vấn đề là để có một cái vùng nguyên liệu tập trung để có các cái nhà máy chế biến. Phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị bền vững. Tuy nhiên, để chuỗi sản xuất được hoàn thiện và gia tăng giá trị thì vẫn còn nhiều nút thắt cần tháo gỡ. Trong đó, phải định vị được vùng trồng của các loại trái cây. Trên thực tế, diện tích cây ăn trái được cấp mã số vùng trồng hiện nay của các tỉnh Tây Nguyên chiếm chưa đến 10%. Nguyên nhân phần lớn là do các nông hộ sản xuất nhỏ lẻ phân tán. Vì vậy, các tỉnh Tây Nguyên đang tăng cường thông tin truyền thông, xây dựng các mô hình sản xuất việt gáp theo quy mô lớn để hướng đến đăng ký mã số vùng trồng. Chúng tôi cũng đã xác định là để mà các ngành hàng
của Đắk Nông nói chung, ngành hàng trái cây nói riêng vươn ra thị trường thế giới thì giải pháp căn cơ nhất vẫn là hình thành kết nối các cái chuỗi giá trị. Để làm được việc này thì trước hết chúng ta phải quy hoạch được cái vùng, từng vùng để đảm bảo được đủ sản lượng, đồng chất lượng và có tính kết nối. Thứ hai nữa là cũng một trong những giải pháp mà để kêu gọi được nhà đầu tư, tức là chúng tôi đang xây dựng cái cơ sở dữ liệu, tức là ngành hàng bơ là có bao nhiêu giống, được trồng ở vùng nào, sản lượng bao nhiêu và hiện nay cái hiện trạng chế biến tiêu thụ thế nào, để làm cơ sở cho các nhà đầu tư người ta quan tâm, người ta đánh giá phân tích thị trường để mà người ta làm cơ sở đầu tư. Chúng tôi cũng trong các kiến nghị nhiều các giải pháp về trong xây dựng nông thôn mới cũng và nhiều các cái nguồn lực khác, nhiều cái nguồn ODA khác để hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực, rồi hỗ trợ về phương tiện thiết bị cho cái ứng dụng các cái công nghệ kỹ thuật cao trong sản xuất, cũng như là hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng một số các cái vùng sản xuất tập trung, tạo điều kiện để có thể thúc đẩy sản xuất là ứng dụng các cái công nghệ cao, xây dựng các cái chuỗi giá trị ở một số các cái vùng, đặc biệt là những cái vùng còn khó khăn. Cùng với chính phủ, các tỉnh Tây Nguyên đã ban hành và sửa đổi nhiều cơ chế chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh hình thành các chuỗi giá trị, các tỉnh Tây Nguyên cũng tập trung tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cấp mã vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói trái cây tươi xuất khẩu để nâng cao hiệu quả kinh tế và đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường. Hỗ trợ nhân rộng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm sạch của người tiêu dùng, đồng thời tạo đầu ra ổn định, bền vững cho trái cây, trong đó có bơ bút. Với những nỗ lực của ngành nông nghiệp các tỉnh Tây Nguyên trong việc xây dựng chuỗi giá trị cho bơ bút nói riêng và các mặt hàng trái cây nói chung, hy vọng rằng trong những niên vụ tiếp theo, nông sản của Tây Nguyên sẽ ổn định được thị trường tiêu thụ, nâng cao chất lượng giá trị và mang đến hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Thưa quý vị và bà con, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Nông nghiệp bền vững cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.